Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử địa lý 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập lại những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em nội dung của phần địa lý. Và trong nội dung ôn tập của phần địa lý, các em sẽ học những bài sau đây. Bài 7, chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả. Bài 9, cấu tạo của trái đất, các mảng kiến tạo, động đất và núi lửa. Bài 10, quá trình nội sinh và ngoại sinh, các dạng địa hình chính, khoáng sản. Như vậy, trong nội dung phần 1 La Mã, chuyển động quanh mặt trời của trái đất, các em cần nắm cho cô những ý chính sau. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên một quỹ đạo có hình elip gần tròn. Thời gian trái đất chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Khi chuyển động, trục trái đất bao giờ cũng có độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi. Trục trái đất luôn nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo, và sự chuyển động này ta gọi đó là chuyển động tịnh tiến. Như các em đã biết, khi trái đất chuyển động quanh mặt trời sẽ sinh ra hai hệ quả, đó là hiện tượng các mùa trong năm và hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu hiện tượng 1 là hiện tượng các mùa trong năm. Thì trước khi tìm hiểu về hiện tượng mùa trong năm, các em cần phải hiểu rõ mùa là gì và một năm có mấy mùa. Mùa chính là một khoảng thời gian của năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Và một năm sẽ có 4 mùa, đó là các mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong phần hiện tượng các mùa, các em cần nắm cho cô những nội dung chính sau. Là do trục trái đất nghiêng và gần như không đổi hướng khi trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời nên đã sinh ra các mùa trong năm. Ý thứ hai là sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu hoàn toàn trái ngược nhau. Một năm được chia ra 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Cô và các em vừa tìm hiểu phần nội dung còn lại của hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất, đó là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Trong phần hệ quả này, các em cần chú ý những nội dung chính sau đây. Do đường phân chia sáng tối và trục trái đất không trùng nhau, nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ, và càng về phía hai cực thì càng biểu hiện rõ rệt. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm luôn có ngày đêm dài bằng nhau. Và do mùa ở hai bán cầu ngược nhau nên độ dài ngày đêm ở hai bán cầu cũng ngược nhau. Và bài số 9, cấu tạo của trái đất, động đất và núi lửa sẽ gồm những nội dung chính sau đây. 1. La Mã, cấu tạo của trái đất. 2. La Mã, các mảng kiến tạo. Phần 3. La Mã, động đất. Và phần 4 La Mã, núi lửa. Trong phần 1 La Mã, cấu tạo của trái đất, các em cần nhớ cho cô những ý chính sau đây. Đầu tiên, các em cần phải nhớ cấu tạo của trái đất gồm 3 lớp: vỏ trái đất, manti và nhân. Mỗi lớp có đặc điểm riêng về độ dày, trạng thái vật chất và nhiệt độ. Tiếp theo, phần 2 La Mã, các mảng kiến tạo. Thạch quyển là lớp ngoài cùng của trái đất, bao gồm vỏ trái đất và phần trên của manti. Thạch quyển được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo lớn nhỏ khác nhau. Các mảng kiến tạo hiện đang di chuyển xô vào nhau hoặc tách xa nhau
với một tốc độ rất chậm. Những dòng chuyển động của vật chất ở tầng trên của lớp manti tạo ra lực giúp cho các mảng kiến tạo di chuyển. Tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung phần ba la mã động đất. Trước tiên chúng ta cần hiểu động đất là gì. Và các em cùng quan sát hình mô hình động đất. Vậy thì chúng ta cần phải biết động đất là hiện tượng xảy ra khi lớp vỏ trái đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau, và động đất chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và nó diễn ra một cách bất ngờ đột ngột. Vậy thì một trận động đất sẽ được hiểu như thế nào, và nguyên nhân để xảy ra một trận động đất và động đất gây nên những tác hại hậu quả gì đối với con người chúng ta, các em cùng quan sát sơ đồ sau. Về phần khái niệm, động đất chính là hiện tượng lớp vỏ trái đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau và diễn ra trong thời gian ngắn. Nguyên nhân xảy ra động đất là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, và một trận động đất sẽ để lại hậu quả rất là nặng nề, sẽ làm đổ nhà cửa, các công trình xây dựng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngoài ra, trận động đất với cường độ mạnh có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển. Khi hai địa mảng xô vào nhau, ngoài việc sẽ tạo nên hiện tượng động đất, thì sẽ còn gây ra hiện tượng núi lửa. Vậy núi lửa là gì? Nguyên nhân hình thành núi lửa và núi lửa gây ra những hậu quả gì đối với con người, môi trường sống? Thì cô và các em cùng tìm hiểu phần 4 la mã núi lửa. Các em dựa vào nội dung và thông tin trong sách giáo khoa, em hãy cho cô biết núi lửa là gì. Núi lửa chính là hiện tượng phun trào magma ở dưới sâu trong lòng đất lên trên bề mặt trái đất của chúng ta. Và hiện nay núi lửa có hai loại, núi lửa đang hoạt động và núi lửa đã tắt. Vậy thì đối với núi lửa, các em cần phải nhớ những ý chính sau đây. Đầu tiên, các em cần phải nhớ núi lửa chính là hiện tượng khi lớp vỏ trái đất bị rạn nứt, khối vật chất nóng chảy ở phía sau được đẩy lên trên bề mặt trái đất dưới dạng dung nham. Và nguyên nhân hình thành núi lửa đó là sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, và đặc biệt là khi hai mảng kiến tạo xô vào nhau. Một ngọn núi lửa khi phun trào magma ra ngoài thì sẽ gây nên những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sẽ làm cho ô nhiễm môi trường, tiêu diệt các sinh vật và gây ảnh hưởng thiệt hại đến tính mạng của con người. Như các em đã biết, bề mặt địa hình trái đất của chúng ta không bằng phẳng. Có những nơi được nâng cao lên nhưng cũng có những nơi lại bị bào mòn hay sụp xuống. Tại sao lại có những sự thay đổi như vậy? Và có nơi nào trên vỏ trái đất vừa được nâng cao vừa bị bào mòn hay không? Tại Việt Nam, chúng ta thường nghe đến những dãy núi Hoàng Liên Sơn, đồi chè Thái Nguyên, cao nguyên Lâm Viên, đồng bằng sông Cửu Long. Và dựa vào những căn cứ nào để người ta có thể phân chia địa hình ra như vậy? Và khoáng sản là gì? Khoáng sản có vai trò công dụng gì đối với con người? Để trả lời được những câu hỏi cô vừa nêu ở trên, thì trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu bài 10, quá trình nội sinh và ngoại sinh các dạng địa hình khoáng sản. Và nội dung của bài 10 ngày hôm nay gồm 3 phần chính. Phần 1 la mã, quá trình nội sinh và ngoại sinh. Phần 2 la mã, các dạng địa hình chính. Và phần 3 la mã, khoáng sản. Như vậy, qua phần 1 la mã, các em phải cần nhớ được rằng quá trình nội sinh, nguyên nhân xảy ra là do những tác nhân từ bên trong của vỏ trái đất và đặc biệt là do chuyển động kiến tạo, hoạt động của núi lửa và động đất tạo nên. Và quá trình nội sinh sẽ tạo ra hệ quả là làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt đất. Ngược lại với quá trình nội sinh là quá trình ngoại sinh, được hình thành do các tác nhân từ bên ngoài vỏ trái đất. Các hiện tượng như là mưa, nắng, nhiệt độ, dòng chảy v.v. sẽ làm phá hủy các đá gốc thành các vật liệu bỏ rơi. Và những vật liệu ấy sẽ được vận chuyển đi và bồi tụ ở những vị trí khác nhau. Quá trình ngoại sinh sẽ phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề và bồi lấp và làm đầy chỗ lõm.
Vì vậy, chúng ta sẽ thấy được rằng quá trình nội sinh và ngoại sinh là hai luật đối nghịch nhau, nhưng hai luật này xảy ra đồng thời để tạo nên địa hình bề mặt trái đất của chúng ta như ngày hôm nay. Và cuối cùng, cô và các em sẽ tìm hiểu phần nội dung ba la mã khoáng sản. Thì đầu tiên, dựa vào những nội dung trong sách giáo khoa, các em hãy cho cô biết khoáng sản là gì. Theo như những thông tin trong bài, thì các em dễ dàng thấy được rằng khoáng sản chính là những tích tụ tự nhiên, các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng. Và nơi tập trung số lượng khoáng sản lớn có khả năng khai thác thì người ta sẽ gọi đó là mỏ khoáng sản. Như các em đã biết, khoáng sản là những tích tụ tự nhiên, khoáng vật và đá có ích được con người khai thác sử dụng. Và khi trong quá trình con người sử dụng khoáng sản thì con người sẽ căn cứ vào tính chất công dụng của từng loại khoáng sản mà phân ra khoáng sản sẽ gồm 3 loại. Gồm có khoáng sản năng lượng, khoáng sản kim loại và khoáng sản phi kim loại. Ở khoáng sản năng lượng thì gồm có như là khoáng than nè và dầu mỏ, ngoài ra còn có khí đốt nữa. Ở khoáng sản kim loại thì người ta sẽ phân ra thành hai nhóm nhỏ, đó là khoáng sản kim loại đen và khoáng sản kim loại màu. Và ở đây sẽ gồm có vàng, vàng là thuộc nhóm kim loại màu và sắt thì thuộc nhóm kim loại đen. Ngoài ra, còn rất là nhiều những khoáng sản kim loại khác như là đồng, chì, kẽm, v.v. Còn khoáng sản phi kim loại gồm có đá vôi, thạch anh, v.v. Về nhà, các em nhớ ôn tập theo nội dung giáo viên đã hướng dẫn. Về phần địa lý, các em nhớ học bài 7, 9 và bài 10. Cô chúc các em thi thật tốt.